Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và an lành. Hôm nay mời quý vị mình sẽ chạy tham quan một vòng xã Hòa Tú 2. Thì trước mặt của mình quý vị, đây là cổng chào của xã Hòa Tú 2. Một chút xíu nữa mình sẽ chạy một vòng tham quan chợ kinh của xã Hòa Tú 2 luôn. Thì video trước trong những cuộc sống cũng có quay về xã Hòa Tú 1 rồi. Sẵn dịp mình đi một vòng tham quan xã Hòa Tú 2 luôn. Thì xã Hòa Tú thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tới cái bộ binh phía trước này, quý vị về bên tay trái mình sẽ đi về thị xã Vĩnh Châu, về bên tay phải mình đi huyện Mỹ Xuyên, và nếu đi thẳng là mình sẽ đi xuống chợ kinh của xã Hòa Tú 2. Thì xa xa trước mặt của mình quý vị, bên góc tay phải có cái bảng hướng dẫn đường đi. Thì cái bảng này để là quý vị mà đi thẳng đó là đi xã Hòa Tú 2, quý vị về bên tay trái là đi đến bến đò cũ, còn quý vị bên tay phải là về huyện Mỹ Xuyên. Thì ngay cái vùng binh này quý vị, đó quý vị chạy theo cái bảng chỉ dẫn hồi nãy. Trước mặt của mình quý vị, đây là cây cầu chợ kinh. Hồi nãy mình mới vừa đi qua khỏi khu vực cầu chợ kinh. Một chút xíu mình sẽ quay trở lại. Thì mình đi ngang trường tiểu học Hòa Tú 2B, ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên. Thì tới đây mình sẽ quay đầu xe lại để đi một vòng chợ kinh ở xã Hòa Tú nha quý vị. Đây nè quý vị, đó mình quay đầu xe thì mình đi ngang lại trường tiểu học để mình đi vô tham quan một vòng chợ kinh của xã Hòa Tú 2. Thì chợ kinh nãy cảm nhận cuộc sống đi ngang thì thấy cũng nhỏ nha quý vị. Với lại giờ này cảm nhận cuộc sống đi là khoảng 12 giờ rưỡi trưa đó quý vị, nên chợ cũng tan rồi. Với lại chợ ấp, chợ huyện đó quý vị thì nó không có lớn lắm, nó cũng nho nhỏ thôi. Chủ yếu là mình đi tham quan xã Hòa Tú 2 rồi xem chợ kinh như thế nào thôi. Chứ nếu mà muốn đi chợ kinh đó thì quý vị phải đi sáng sớm đó, thì chắc đông vui lắm. Đây nè quý vị, đó trước mặt của mình, đây là cây cầu chợ kinh nha quý vị.
thì quý vị vừa qua khỏi cầu Chợ Kinh là sẽ tới khu vực Chợ Kinh luôn. Thì ngay cái vùng binh phía trước này nè quý vị, đó, đó là khu vực Chợ Kinh, nằm ngay khu vực vùng binh đó. Thì tới đây nè, nếu mà quý vị ở bên tay phải, đây quý vị ở bên tay phải, đi thẳng là mình sẽ đi xuống bến đò cũ nha quý vị. Rồi thì bây giờ cảm ơn Sắp sẽ quay đầu xe lại để chạy tiếp một hai vòng nữa cho quý vị xem chơi cho vui. Đây nè quý vị, nó trước mặt của mình đây là khu vực Chợ Kinh, và buổi trưa thì không có đông đúc lắm. Phải được đi sáng sớm đó quý vị thì rất là vui, rất là nhộn nhịp luôn. Giờ này buổi trưa rồi, tan chợ rồi. Thì cái hướng này nè quý vị, hồi nãy cái bảng chỉ dẫn đường đó nói là mình đi hướng này là đi hướng huyện Mỹ Xuyên. Cảm ơn con sóng sẽ chạy thêm chút xíu nữa rồi sẽ quay đầu lại nha quý vị. Đây nè quý vị, đó, hồi nãy là ngay Chợ Kinh đó quý vị. Cảm ơn con sóng chạy thẳng luôn thì cái hướng đi huyện Mỹ Xuyên đó. Thì bây giờ cảm ơn con sóng sẽ quay đầu xe nè, đi ngược vô trong để đi tới cái vùng binh ngay chỗ khu vực Chợ Kinh. Thì thấy xã Hòa Tú 2 cũng rất là lớn nha quý vị, rất là rộng luôn á. Rồi mình đã tới lại cái khu vực Chợ Kinh, nãy giờ mình đi qua đi lại 2-3 lần rồi nè quý vị. Tới cái bùng binh phía trước, cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo bên tay trái để chuẩn bị đi về Sóc Trăng.
À, đây nè quý vị, đây có cái bảng chỉ dẫn đường đi đây. Thì quý vị mà đi thẳng á, là sẽ đi về thành phố Sóc Trăng. À, quý vị bên tay trái đi về huyện Mỹ Xuyên và quẹo bên tay phải sẽ đi về thị xã Vĩnh Châu. Rồi, vậy là Kênh Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi dạo một vòng xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì bây giờ Kênh Cuộc Sống xin ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp Kênh Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye bye.